Barbara, Miss Jackson. Các bạn, hôm nay mình sẽ đến với lại hai câu liên quan đến tính đơn điệu của hàm số chưa giá trị tuyệt đối. Hai câu này, một câu nó sẽ thuộc cái dạng đó là hàm y bằng fx, y bằng trị đối của fx, với cái hàm f của mình là hàm bậc nhất, chi bậc nhất. Còn dạng thứ hai đó là hàm y bằng trị đối của fx là hàm chứa cái căn thức. Rồi mình sẽ có hai câu này. Rồi bây giờ mình sẽ đến với câu đầu tiên. Tìm tổng tất cả giá trị nguyên của tham số m trong đoạn từ trừ 10 đến 10 để hàm số đồng biến trên khoảng từ 1 đến vô cùng. Hoặc thì bản chất của nó là mình tìm tất cả giá trị của hàm số m rồi mình cộng lại là được. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ giải nó như sau. Mình đặt cái lõi của nó ha. Nó là ghi bên đây, fx của mình nó là bằng mx cộng với lại 3 chia cho x cộng với lại m cộng với lại 2. Thì mình suy ra được đó là y của mình nó sẽ là bằng trị đối của fx. Rồi để hàm số đồng biến trên khoảng từ 1 đến dương vô cùng thì chúng ta chỉ có hai trường hợp thôi. Mình đã nói rõ ở video lý thuyết hôm bữa à. Bạn nào chưa xem video lý thuyết lại tham khảo ở phần comment Rồi. Vậy thì chỉ có hai trường hợp xảy ra, đó là f lớn hơn hoặc bằng 0 và f phẩy của mình cũng lớn hơn bằng 0, hoặc là f của mình bé bằng 0, hoặc là f phẩy của mình nó cũng bé bằng 0. Câu hỏi là mình có loại được cái trường hợp nào không? Khi mà để ý cho mình là khi x tính đến vô cùng thì cái f của mình, cái lim của nó chính là bằng m chia cho 1 là bằng m, mà mình đã không biết được đó là m của mình nó dương hay nó âm. Đó, m của mình nó dương hay âm, nên là mình không thể nào mình loại được trường hợp nào đi ha. Vậy thì mình sẽ lần lượt hai trường hợp thôi. Trường hợp đầu tiên đó là f của mình lớn hơn hoặc bằng 0, f phẩy của mình lớn hơn bằng 0. Còn trường hợp này thì mình sẽ giải nó ra, đó là f lớn bằng 0 do cái này là đồng biến, thì mình chỉ xét cái đầu mút nhỏ hơn mình, vậy tức là cái a ở đấy là bằng 1, tức là chỉ cần cái điều kiện đó là f1 lớn hơn hoặc bằng 0 là đủ ha. Còn tiếp theo f phẩy lớn bằng 0, vậy thì đây là hàm bậc nhất chia bậc nhất, thì mình đạo hàm nó ra ha, thì nó chính là ad trừ bc chia cho cái mẫu bình phương. Mà đây bạn nhớ cho mình ha, hàm phân tích bậc nhất chia bậc nhất thì cái f phẩy của mình nó chỉ có thể luôn dương hoặc là f phẩy của mình luôn âm ha, f phẩy của mình không thể nào bằng không được cho cái trường hợp hàm bậc nhất chia bậc nhất ha. Bạn lưu ý cho mình điều này, lưu ý là cho cái hàm phân tích nhất chia bậc nhất thì cái f phẩy của mình chỉ có thể luôn dương hoặc luôn âm thôi, f phẩy của mình không thể nào bằng không ha. Còn khi mà f phẩy nó bằng không thì nó sẽ khiến cho cái hàm f của mình nó thành hàm hằng ha, hàm hằng thì không thể nào đồng biến hoặc nghịch biến được. Cho nên bạn lưu ý cho mình đó là đối với trường hợp hàm phân thức bậc nhất chia bậc nhất thì f phẩy của mình chỉ có thể luôn dương hoặc luôn âm. Vậy thì cái điều kiện này mình phải sửa lại, đó là f phẩy của mình nó luôn dương, tức là cái từ của f phẩy nó phải dương, tức là m nhân cho m cộng 2 trừ cho 3 là phải dương. Và để f phẩy xác định trên cái khoảng từ 1 đến dương vô cùng thì cái nghiệm của cái mẫu, tức là trừ của m cộng 2, nó không được thuộc trong cái khoảng từ 1 đến dương vô cùng ha. Tức là cái nghiệm một cái mẫu nó không được nằm trong cái khoảng mình đang xét tính đơn điệu của nó ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ giải các cái điều kiện này ra. F1 của mình thì mình thế bằng 1 vào thì mình được nó là bằng m cộng 3 chia cho m cộng 3, vậy là bằng 1 lớn hơn bằng 0. Điều này luôn đúng ha. Luôn đúng. Rồi bây giờ mình bỏ điều kiện đầu tiên, mình xét điều kiện thứ hai. Đó là m bình cộng 2m trừ 3 nó dương. Cái này bạn bấm Casio cho mình sẽ ra được hai trường hợp, hoặc là m lớn hơn 1 hoặc là m bé hơn trừ 3 ha. Còn trường hợp thứ ba mình giải cái trường hợp này thì nó cũng dễ thôi ha. Tức là trừ của m cộng 2 nó phải như nào đây, phải bé bằng 1 đúng không, nó không thừa tổng này thì chắc chắn nó phải bé bằng 1. Mình chuyển vế qua thì mình được nó là m cộng 2 nó phải lớn hơn hoặc bằng trừ 1, tức là m phải lớn hơn hoặc bằng trừ 3 ha. Tức là cái điều kiện cuối mình giải ra được đó là m lớn hơn hoặc bằng trừ 3. Mình kết hợp với cái điều kiện đó là hoặc là m lớn hơn 1 hoặc là m bé hơn trừ 3. Chắc chắn rồi, m bé hơn trừ 3 và m lớn hơn hoặc bằng trừ 3 thì chắc chắn mình bỏ cái điều kiện bên dưới đi, kết hợp điều kiện 2 điều kiện 3 lại thì mình được đó là m sẽ lớn hơn 1. Ok ha. Còn cái trường hợp thứ hai đó là f bé bằng 0 thì mình chỉ cần nó là f1 bé bằng 0 là đủ, mà f1 của mình nó lại bằng 1, nó không thể nào bé bằng 0 được, nó vô lý, nên là cái hệ này sẽ vô nghiệm. Thì cả hai cái trường hợp này mình kết hợp lại thì mình được đó là m lớn hơn 1 ha. Thì m sẽ chạy từ 2 cho đến 10 thì cộng nó lại thì mình được đó là bằng 54. Mình sẽ chọn phương án B ha. Còn đến với câu số 2, bài toán kia đó là tìm giá trị nguyên của tham số m thuộc cái khoảng từ trừ 5 đến 5 để y bằng trị đối của căn bậc 2 của x bình trừ 3 trừ cho 2x trừ 3m biến trên cái khoảng từ 2 đến 3. Để mình xét cái lõi của nó ha, là f nó là bằng căn bậc 2 của x bình trừ 3 trừ cho 2x trừ 3m. Vậy thì cái y của mình nó bằng trị đối của fx. Vậy thì để hàm số nghịch biến trên khoảng từ 2 đến 3, vậy thì có nghĩa là f nhân cho f phẩy nó phải bé hơn nó bằng 0 ha, với mọi x.
thuộc trong cái khoảng từ 2 đến 3. Rồi vậy thì nó chỉ xảy ra hai trường hợp thôi, đó là f bé bằng 0, f phẩy lớn hơn hoặc bằng 0, hoặc là f của mình lớn hơn hoặc bằng 0 và f phẩy nó sẽ bé bằng 0 ha. Rồi bây giờ mình xét cái điều kiện thứ hai trước đi, f phẩy của mình. F phẩy của mình nó bằng cái gì? Mình đạo hàm nó ra. Căn u thì sẽ là u phẩy 2x chia cho 2 căn u, 2 căn của x bình trừ 3. Thì cái mình chia 2 đi hết à. Cái này trừ cho 2. Rồi cái này bạn quy đồng nó lên đi. Đó là x trừ cho 2 lần căn x bình trừ đi 3 chia cho căn x bình trừ đi 3. Rồi bây giờ mình sẽ xét cái y phẩy trên cái khoảng từ 2 đến 3. Mình giải cho mình phương trình y phẩy bằng 0 đi. Rồi vậy thì y phẩy bằng 0 thì cái tử nó bằng 0. Là x trừ cho 2 lần căn của x bình trừ 3 bằng 0. Còn cái mẫu của mình chết nằm trong cái khoảng từ 2 đến 3 thì cái mẫu của mình luôn dương nên mình không cần xét nữa. Rồi vậy ngay tương đương với lại x nó bằng 2 lần căn của x bình trừ 3. Chúng ta có đó là khi x thuộc từ 2 đến 3 thì chúng ta đã có đó là x nó dương. Nên mình bình phương hai vé lên được đó là x bình nó bằng 4 lần của x bình trừ đi 3. Lúc họ đi thì mình được đó là 3x bình bằng 12. Vậy thì mình sẽ suy ra được đó là x bằng cộng trừ 2. Bây giờ mình vẽ cái mảng biến thiên của hàm f. Thì đây là x, đây là f phẩy và đây là f. F phẩy bằng 0 tại x bằng trừ 2 và x bằng 2. Nhưng mà bây giờ mình chỉ xét trên có khoảng từ 2 đến 3 thôi. Cho nên đây là 2 và 3 ha. Còn f phẩy tại x bằng 2 thì nó ra 0. F phẩy khi mà x lớn hơn 2 thì sao? X lớn hơn 2 ví dụ mình cho x bằng 3 đi. Thì nó là bằng 3 trừ đi 2 lần căn bậc 2 của 3 bình trừ đi 3. Bấm máy cái lượng này ha. Và 3 trừ cho 2 lần căn 3 bình trừ đi 3. Thì mình thấy nó bị âm. Cho nên là chỗ này là nó sẽ là âm ha, dấu âm. Rồi vậy là f tại 2. Mình thấy x bằng 2 mà f thì mình có nó là bằng x bằng 2 và là trừ đi 4 lại là trừ 3 trừ 3m. Mình được là trừ 3m trừ 3. Nó giảm xuống rồi. Rõ ràng khi x thuộc trong cái khoảng từ 2 đến 3 f phẩy của mình nó âm. Cho nên là mình sẽ loại trường hợp đầu. Đúng không? Mình loại. Nên mình chỉ giải trường hợp thứ hai thôi. Với cái điều kiện thứ hai đó là f phẩy bé bằng 0, hợp lý. Thì tiếp tục trong khoảng từ 2 đến 3 thì cái f phẩy của mình âm luôn. Cho nên nó luôn bé bằng 0. Cho nên là mình thấy cái này là luôn đúng rồi. Đây mình chỉ còn cái điều kiện đầu. Đó là cái f lớn bằng 0. Bạn nhớ cho mình ha, nghịch biến thì mình xét cái cận mút lớn. Tức là tại x bằng 3. Tức là f3 của mình chỉ cần lớn hơn hoặc bằng 0 là đủ rồi. F tại 3 thì mình thấy x bằng 3 vào thì mình có đó là bằng căn của 6 nè. Trừ đi 6 trừ 3m nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Tức là m nó sẽ bé nó bằng căn 6 trừ cho 6 chia cho 3. Ở đây chính là cái đáp án của mình. Bây giờ mình bấm máy cái lượng này ha. Căn 6 trừ 6 chia cho 3. Mình ra được đó là trừ 1,18. Mà m nguyên, mà m lại nằm trong cái khoảng từ trừ 5 đến 5. Thì ta có những giá trị nào? Trừ 4, trừ 3, trừ 2 thôi ha. Thì suy ra được đó là m của mình nó là bằng trừ 4, trừ 3, trừ 2. Có 3 giá trị của m. Mình chọn phương án B ha. Đó, như bạn thấy, cho dù dạng nào đi nữa thì mình chỉ cần nhớ cái điều kiện nó là gì. Đồng biến thì f nhân f phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nghịch biến thì f nhân f phải phải bé bằng 0. Và với hàm đơn thức bậc nhất chỉ bậc nhất thì f phải nó phải luôn dương hoặc luôn âm mà. Không có dấu bằng sẽ đá đâu ha. Rồi cảm ơn đã xem. Nếu bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn thì đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Tạm biệt các bạn. We'll be right back.